Em trai ký giả Chris hoan nghênh lời tuyên bố của Tổng thống Ai Cập Al-Sisi, tin từ Brisbane, Úc. Ông Andrew Chris là anh trai của ký giả Peter Chris đã hoan nghênh lời tuyên bố của Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi. Các tờ báo Ai Cập trong ngày thứ Hai đăng các bản tin cho biết Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi đã nói rằng ông ta muốn trục xuất ba ký giả của đài Al Jazeera thay vì đưa họ vào nhà tù. Ký giả Chris và hai đồng nghiệp làm việc cho đài Al Jazeera đã bị tòa án Ai Cập tuyên bố phạm tội giúp đỡ cho một tổ chức khủng bố và tuyên án 7 năm tù. Bản án 7 năm tù đối với ký giả Chris đang làm xúc động người dân Úc và tạo tức giận trên thế giới. Ai Cập hiện đang ở trong một chế độ sắc máu. Trong tháng trước, một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình cho nhà lãnh đạo huynh đệ Hồi giáo và 182 thành viên của phong trào này. Tướng Sisi đã lật đổ Tổng thống Morsi trong đầu tháng 7 năm ngoái, đã tàn sát cả ngàn người biểu tình phản đối đạo chánh, bắt giữ hàng ngàn huynh đệ Hồi giáo. Trong các tháng qua, tòa án Ai Cập đã từng tuyên án tử hình tập thể hàng trăm người. Trong ngày 24 tháng 3, đã tuyên án tử hình tập thể 529 người, là bản án tử hình tập thể chưa từng có trong thời đại văn minh. Ông Andrew Chris nói với báo chí ở Brisbane rằng điều ông ta và gia đình mong muốn là Peter Chris được trở về với gia đình.